Sau đây tôi sẽ giới thiệu các bạn cách bảo ôn của ống đồng của hệ thống chiller ở tòa nhà chúng tôi. Đầu tiên chúng ta bọc bảo ôn xung quanh ống đồng. Sau đó chúng ta quấn băng dính quanh bảo ôn. Khi bọc vỏ ôn để cách nhiệt, chúng ta tiếp tục quấn băng cuốn. Vừa rồi tôi đã giới thiệu các bạn cách bọc vỏ ôn ống đồng của chiller hệ thống tòa nhà chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.